Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. Hello. Xin chào các bạn. Như cái footage ở ban đầu ấy, chắc là các bạn cũng biết là mình đang ở một quán cà phê. Đây là lần đầu tiên nha các bạn, lần đầu tiên trong 5 năm mình sống ở Sing mà mình đi cà phê ở ngoài trừ Starbucks. Ra là mình biết cái quán cà phê này ở đây thì rất là lâu rồi, mà nó cũng rất là nổi tiếng ở trên Insta ấy, bởi vì là những cái view của nó rất là kiểu Instagram ấy các bạn, rất là đẹp khi mà chúng mình chụp ảnh Insta ấy, nhưng mà mình không có thời gian để đi mà. Thì hôm nay ngoài việc là mình có một chút thời gian rảnh, với cả là mình cũng có một cuộc hẹn với cả một bạn làm nhá, cái nghề đấy Việt Nam người ta gọi là nghề gì nhỉ? Quản lý tài chính à? Financial management là quản lý tài chính đúng không các bạn? Tức là bạn ấy làm quản lý tài chính, không phải quản lý cho riêng mình đâu nhá, mà là nói chung là làm chung chung á. Thực ra là tài chính của mình nó cũng không có cái gì hùng mạnh lắm đâu để mà cần phải quản lý các bạn ấy. Nhưng mà dạo gần đây là mình nhận thấy là sức khỏe mình hơi đi xuống, mà mình chán đi làm lắm rồi. Mình chán đi làm lắm rồi các bạn ạ. Mình muốn ở nhà, mình nghỉ một thời gian, có thể là một thời gian dài hoặc là mãi mãi không muốn đi làm luôn cũng được, vì mình quá chán rồi. Thế nên là mình đang muốn tìm một bạn làm quản lý tài chính để có thể giúp mình tìm ra những cái danh mục để mình có thể đầu tư được với cái mức số vốn nhỏ nhỏ của mình á. Cả tiện là đến đây mình ăn trưa luôn các bạn này. Đây là bữa trưa của mình. Cái bữa trưa này nó tên là gì quên mất rồi. Thế nhưng mà mình nhớ cái đồ uống của mình gọi nha các bạn. Các bạn nhìn đồ uống này. Xinh không? Nó có tên là nước mắt nàng tiên cá các bạn nhé. Thế nhưng mà uống nào à anh ơi? This one you pour half. Half? Half into the cup and you just pour this a bit. A bit? Yes, a bit by a bit. Because this one is a, like a sweetening. Oh, okay, understand. Thank you. Vì nước mắt nàng tiên cá rất là mắc tiền, thế nên là chúng mình uống mỗi lần một nửa thôi nha các bạn. Không biết bà tiên cá nào bà khóc dữ vậy trời. Cái này thì nó là để làm ngọt á. Nên mình cho một chút vào. Wow, chuyển sang màu tím nè, xinh quá đi à. Cái món mình gọi ngon phết các bạn, mình không nhớ tên món này là gì nhá. Lát nữa thì mình sẽ chèn cái tên nó ra đây nếu như mà mình hỏi được bạn nhân viên. Ngon phết. Giải quyết xong vấn đề bữa trưa và đồ uống, bây giờ chúng mình sẽ đi vào cái vấn đề chính là vì sao mà mình tự dưng có một cái video ở giữa quán cà phê. Thực ra vốn dĩ là ngày hôm nay ấy, là mình định là mình sẽ gặp bạn quản lý tài chính của mình, sau đó thì mình sẽ đi quay vlog, đi mua sắm một số đồ Noel. Thế nhưng mà bạn ấy đến trễ và bạn ấy vừa nhắn tin cho mình, không phải vừa nhắn tin đâu mà là nhắn tin cho mình từ trước khi mình ở nhà cơ mọi người ấy, mà không hiểu sao mình không nhận tin nhắn. Chắc là tại cái tội mà mình tắt thông báo ấy. Thế nên là mình vừa mới giờ thì nhắn ra mình bảo là bạn sẽ đến trễ khoảng tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Một tiếng ở đây thì cũng không biết làm gì. Điện thoại thì mạng ở đây rất kém mọi người, không hiểu sao luôn. Ở đây mạng rất kém luôn, vào Facebook từ nãy đến giờ để xem tin của Thùy Tiên nhá. Hoa hậu Hòa Bình của chúng mình không lướt được Facebook các bạn ạ. Nó cứ quay vòng tròn từ nãy đến giờ luôn ý, ghét gần chết luôn. Thế nên là chúng mình sẽ có một cái đoạn video nhỏ nhỏ như này. Và cái video này sẽ nói về vấn đề gì? Nó về một vấn đề mà được rất là nhiều người xung quanh mình người ta quan tâm về mình nha các bạn. Nhất là đặc biệt là từ khi mà mình mua cái túi này các bạn nhá. Từ khi mà mình mua cái túi này mọi người nhá, thì mình xách nó thường xuyên vì nó rất là tiện với mình, mà nó nhìn cũng xinh xinh cute cute ý. Thì nhưng mà mọi người hỏi mình rất là nhiều một cái câu hỏi đấy chính là: ôm một cái túi bé như thế này thì đựng được cái gì? Đến cái điện thoại không vừa thì đựng được cái gì? Là điện thoại từ xưa đến giờ, từ cái lúc mà mình bắt đầu được dùng điện thoại là năm lớp 11, là mình chưa một lần nào trong cuộc đời mình để điện thoại vào trong túi xách cả. Cái túi duy nhất mà mình để điện thoại này chính là túi áo và túi quần. Không có nhu cầu đựng điện thoại trong túi xách nha các bạn. Ngày hôm nay là mình sẽ giải đáp thắc mắc của tất cả mọi người đã hỏi mình là một cái túi bé như thế này thì đựng được cái gì. Và cũng có rất là nhiều bạn cũng sẽ tò mò là những người mà người ta hay mua những cái túi bé tí xíu như này thì người ta mua để làm gì đúng không các bạn? Mua để đựng đồ đó. Còn đựng được bao nhiêu thì đây để mình mở cho các bạn xem nhá. Đầu tiên nhá, đấy chính là một cái chai mà nó to nhất ở trong cái túi này của mình. Nó to nhất thôi nhưng mà ra nó cũng rất là bé các bạn. Thì đây chính là một cái phát kiến, không phải phát kiến mà nó là một cái phát hiện, phải gọi là phát hiện vĩ đại của mình nha các bạn. Cực kỳ vĩ đại luôn và mình rất là hâm mộ bản thân mình khi mà mình phát hiện ra cái này. Đến nỗi mà mình phải nhét cái này vào trong cái túi, mặc dù cái túi của mình rất là bé nhưng mà phải ưu tiên nha các bạn, vì nó cực kỳ là tuyệt vời và cực kỳ là cần thiết luôn. Thì đây chính là cái chai xịt miệng nha mọi người. Cái chai xịt miệng này nhá thì không phải là đơn giản là chỉ làm thơm miệng thôi không đâu nha các bạn, mà nó còn vô cùng hợp tình hợp lý với cái thời đại dịch bệnh như này nhá. Sản phẩm này nhá thì nó cực kỳ xịn nha các bạn. Nó xịn như nào? Đầu tiên nhá, nó vừa có tác dụng làm thơm miệng này, thứ hai này
nó vừa khả năng kháng khuẩn này, cũng như là tăng cường hệ miễn dịch cho chúng mình, bảo vệ sức khỏe của chúng mình đó các bạn. Và với cái mùa đại dịch như thế này nhá, thì ngoài khẩu trang này, nước rửa tay này, và cái này sẽ là cái thứ ba mà mình nghĩ là các bạn cần phải có ở trong túi nhá. Cái chai này thì nó là của Hàn Quốc các bạn nhá, và khi mà nó về Việt Nam ấy thì nó sẽ có tên là xịt keo ong. Tại sao nó có tên là xịt keo ong thì đơn giản là bởi vì trong thành phần của nó có keo ong. Thì nếu như các bạn hỏi keo ong là gì thì mình sẽ giải thích luôn. Keo ong này chính là một cái hỗn hợp do ong mật tạo ra để bảo vệ tổ ong khỏi những cái vật chất xâm hại vào cái tổ ong. Và với cái công thức đó thì cái sản phẩm này nó có khả năng này chính là giúp bảo vệ cũng như là kháng khuẩn cho cơ thể của chúng mình rất là tốt đấy các bạn. Ngoài ra thì trong keo ong nó cũng sẽ có thêm một thành phần này chính là flavonoid. Thì cái thành phần này nó sẽ có tác dụng này chính là bảo vệ sức khỏe cũng như là chống lại oxy hóa khỏi các gốc tự do có hại. Và cái xịt này thì chúng mình chỉ xịt mỗi ngày max là 3 lần thôi nha các bạn, 3 lần thôi nha. Thì một lần xịt nó sẽ có tác dụng rất là uy mãnh cho khoảng mấy tiếng rồi. Thế là chúng mình không cần thiết phải dùng quá nhiều đâu, một ngày 3 lần là quá đủ rồi. Ngoài cái chai trong túi của mình ra nhá, thì mình còn có mang thêm cả hai chai nữa để mình tặng cho bạn tài chính của mình với cả trợ lý của bạn ý. Đây, hai chai đây. Thì người ta có sức khỏe tốt, người ta mới có thể quản lý tài chính của mình một cách sáng suốt và ra lợi nhuận đó mọi người. Đó, Trang thông minh lắm. Nó thật sự là mình thấy cái sản phẩm này nó quá tốt và nó quá là tiện lợi luôn nha các bạn. Tiện lợi một cái là size nó rất là nhỏ này, để cho một cái túi xách nhỏ này cũng được. Mà nó tốt được một cái nữa là đấy, nó bảo vệ cơ thể mình mà nó còn làm cho chúng mình thơm miệng nữa. Không có lý do gì mà mình lại không gọi đây là một cái phát hiện vĩ đại của mình các bạn nha. Rất là vĩ đại của mình luôn đấy. Thế nhưng mà mình cũng phải nói trước với các bạn là cái vị của cái sản phẩm này này, cái xịt này này thì nó hơi lạ lẫm nhá. Bình thường là với những cái dạng xịt miệng mà để cho nó thơm miệng ấy thì cái vị của nó sẽ có bạc hà này hay là mùi nọ mùi kia, nó rất là thơm đúng không? Thì nó chỉ có tác dụng làm thơm miệng thôi. Thế nhưng mà cái này thì nó có tác dụng để chính là khử khuẩn và diệt khuẩn nữa. Thế nên là cái mùi của nó sẽ hơi lạ một chút. Thế nhưng mà không sao đâu, cái mùi nó không đến nỗi là quá khó để có thể chấp nhận được, mà cái này dùng 1-2 lần là quen đấy các bạn nhé. Đó, thì nếu như mà bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này để có thể bảo vệ sức khỏe chúng mình thì mình sẽ để link ở dưới các bạn check nhé. Nào, tiếp theo đến món đồ thứ hai thì mình có, đấy chính là một cái AirPod. Yeah. Thực ra AirPod thì cũng làm gì có cái gì để nói đúng không các bạn? Đấy, một cái AirPod thế thôi. À, các bạn hỏi là lần trước khi mà mình mua cái điện thoại này mà mình để quên cái AirPod ở cửa hàng ấy thì nó bị làm sao? Có phải bị mất không? Thực ra nó không mất, mà là cửa hàng người ta đã chuyển cái AirPod của mình sang chế độ delivery. Thì tức là khoảng 5 ngày sau thì mình sẽ được nhận cái AirPod này của mình chứ không mất nha các bạn, không mất. À, mình vẫn còn cái AirPod trên tay đây. Rồi tiếp theo thì đấy chính là một món đồ cũng cực kỳ cần thiết nữa mà vô cùng quen thuộc trong túi xách của mình, đấy chính là một nước rửa tay. Thì cái nước rửa tay này các bạn đã nhìn thấy nhiều lần lắm rồi đúng không? Cái này là có mùi của nam ấy các bạn, mùi rất là thơm, kiểu nó không bị nặng mùi cồn, dùng rất là thích. Mọi người uống cà phê đây yên tĩnh quá, mình chả dám nói to. Rồi chúng mình có 3 món rồi đúng không? Tiếp theo này chúng mình sẽ có một cục pin dự phòng cho máy ảnh. Thì ngày hôm nay là mình vốn định là sẽ đi quay vlog, thế nên là mình sẽ mang thêm một cục pin như này. To phết mà vẫn đựng vừa túi nhá. 4 món này, 4 món nặng to. Tiếp theo này chúng mình sẽ có một thỏi son. Son full size thôi các bạn nhá, full size không thèm dùng mini size nhá. Túi mini nhưng mà dùng hẳn son full size, hoành tráng chưa. Son này của mình thì thực ra là mình mua cũng đã được tầm khá lâu rồi đấy. Hình như Tết năm ngoái ấy, nhưng mà vẫn thích dùng là bởi vì cái màu son là xinh ý. Màu son xinh các bạn nhìn cái dáng son mình dùng ở trong có kịch không? Thì cái màu này của mình là màu son số 58 dòng Roof Allure Velvet, không biết đọc có đúng không nhưng mà đấy, để đánh luôn, lại ăn trôi mất son. Màu son đẹp, chất son thì xịn, nó mềm môi mà nó không gây khô môi, với cả cái finish của nó lên trên môi nó không lì, nó không bóng, nói chung là một cảm giác cực kỳ dễ chịu và nó rất là mỏng các bạn. Thế nên là mình rất là thích cái thỏi son này. Thực ra thì là với son ấy, mỗi một cái túi của mình thì mình sẽ để khoảng tầm 1 hoặc là 2 thỏi son ở trong đó. Thế nhưng mà cái thỏi son này là cái thỏi son mình thích nhất. Như là cái túi này thì là cái túi mình hay dùng nhất, thế nên là mình đã để chúng nó vào với nhau. Đó, để lúc nào mình cũng trong tình trạng là xinh á mọi người. So cute. Từ nhá, chúng mình có một nhân vật rất là đáng yêu ngay ở trước màn hình của mình. À, các bạn nhìn thấy chưa? So cute. Oh man. Hello. 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 Rồi tiếp theo chúng mình sẽ có tiền mặt nhá. Đấy, giờ này Trang hơi bị giàu lúc nào có tiền mặt trong người luôn. Sau đó là chúng mình sẽ đến với một cái thẻ ngân hàng và một cái thẻ đi tàu điện ngầm của mình. Ngày xưa thì là rất hay mất thẻ ngân hàng các bạn. Thế nhưng mà dạo gần đây thì là một tháng mình phải thay đến 3 cái thẻ đi tàu điện ngầm các bạn nhá. Nó mất liên tục với các bạn. Không hiểu tại sao luôn, nên mình nhét lại trong túi quần rồi. Xong rồi lúc mà mình lấy cái túi quần để mình tắt cái thẻ để mình đi về, mất cái thẻ một tháng mất 3 lần mà mỗi lần mua là 10 đô đấy, có phải rẻ đâu. Ăn chơi quá nhá, rất ăn chơi đây này, sao đừng có mất nữa nhá, bực mình đấy. Bên trong có một đống tiền xu này, đấy, nhưng không tiện lôi ra nhá. Và một cái nhỏ nhỏ nữa thì đây là chúng mình sẽ có một cái thẻ nhớ. Đó, một cái thẻ nhớ phục vụ cho ngày hôm nay quay vlog. Thì trong túi mình nhá, lúc nào cũng sẽ phải có 3 món đồ không thể nào mà mình bỏ ra được, đấy chính là một thỏi son, một cái thẻ nhớ và một chai nước hoa mini. Thì đó là những cái thứ mà cực kỳ cần thiết khi mà mình đi ra ngoài đường các bạn, nhất là khi mà mình quay dạng kiểu như là vlog biết chẳng hạn đấy, thì cái này là cần thiết.
Thẻ nhớ này là của SanDisk có 64GB thôi, thế nhưng mà nó đủ cho tầm khoảng từ 1 đến tầm 1,5 tiếng để quay vlog thì nó cũng ok cho mỗi lần đi ra ngoài đường. Sợ nhất là đi những quán cà phê nào mà kiểu quay như này xong có nhạc bản quyền ấy mọi người. Chúng mình sẽ có một cái sản phẩm mini nữa, đấy chính là một chai nước hoa mini này các bạn này. Những cái chai này khi mà mình mua đồ trên Sephora thì người ta tặng rất là nhiều, thế nên là cứ mỗi một cái túi của mình sẽ giải một cái chai như này để trường hợp như là mình đi ăn lẩu, mình đi ăn nướng này, người bám mùi cho mình có nước hoa để xịt lên. Thực ra cái điều này nó là cái lý do muôn thuở, cũng là cái lý do duy nhất mà lúc nào mình có nước hoa trong túi trước khi mà mình đi ra ngoài đường là mình có xịt nước hoa rồi mọi người ạ. Nhưng mà có cái chai này để đấy phòng trừ trường hợp là đi ăn uống mà nó hơi mùi á mọi người. Đồ cuối cùng em một cái rượu móng tay. Thật với các bạn nhá, là trong cái rượu móng tay này nó hơi kiểu bé và trông nó hơi bùn xỉn thôi ấy, nhưng mà nó cực kỳ tiện đấy các bạn nhá, tiện lắm luôn. Và nhất là dạo này mình không làm móng ấy, mình để móng thật, mà móng thật của mình thì nó lại rất là dễ xước, dễ gãy, thế nên là đấy, đấy tiện mà mọi người, thích mà. Nhỏ nhắn xinh xắn mặt mà nghe động được nhá. Đấy, nghe cái trong túi này rồi. Quá tuyệt vời. Thì đây là tất cả những cái thứ mà mình đã mang đi ra ngoài đường với một cái túi bé tí xíu như này. Nhìn nó bé như này thôi nhưng mà mọi người ơi, mình đựng được phải đến tận mười mấy thứ ở trong túi luôn ý. Mười mấy thứ thì hơi điêu ý, mười một thứ ở trong túi luôn ý mọi người, nhiều lắm. Mà những cái thứ này nó cũng to chứ đâu phải nhỏ đâu. Cho dù là cái túi này nó hơi nhỏ ấy mọi người, thế nhưng mà đi ra ngoài đường nhá, có những cái món đồ gì cần thiết nhất nó đựng vừa mà. Vừa mang khóa nhà khóa xe trừ cái điện thoại ra thôi, mà là mình thấy không cần thiết thôi, là mình thấy không đựng vừa thôi. Ở đâu thì đựng vừa mà mọi người. Đấy, tất cả mọi thứ mình nhét hết vào trong túi này, vừa đóng khóa và được luôn này, thoải mái luôn nhá. Mình quên mất sót không nhét cái chai nước hoa này vào. Thì đó là tất cả những cái món đồ ở trong túi của mình. Thì cái video ngẫu nhiên của chúng mình, cái video lục túi ngẫu nhiên của mình đến đây là kết thúc. Và mặc dù là mình đã ăn xong bữa trưa, mình đã uống hết một chai nước và mình quay xong một video, bạn tài chính của mình vẫn chưa đến mọi người nhá. Tuyệt vời. Mới thứ hai đầu tuần, ăn bom giữa đầu. Bây giờ mình cũng chẳng có việc gì để làm, ngồi chờ thôi mọi người. Thì mình sẽ đi quay thêm một số footage để lồng vào cái đoạn cuối cho cái video này. Hy vọng là video này nó sẽ vui và sẽ hay. Và cũng xin hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhận like cho video, subscribe cho kênh của mình, để chúc mình chạy những thông báo mới khi sau mới. Và đừng quên follow nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Bye.